Đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ tham dự Cúp bắn súng thế giới được tổ chức tại Ấn Độ từ ngày 16 tháng 3. Qua đó cũng trở thành đội tuyển thể thao đầu tiên của Việt Nam tham dự một giải đấu quốc tế trong vòng một năm vừa qua. Đây cũng là cơ hội để các xạ thủ của đội tuyển bắn súng Việt Nam có thể tìm kiếm những tấm vé tham dự Olympic Tokyo 2021. Kính thưa quý vị, lúc này tôi đang có mặt tại một bệnh viện đa khoa tư nhân ở Hà Nội, nơi mà các vận động viên đội tuyển bắn súng Việt Nam tiến hành xét nghiệm COVID-19. Đội tuyển bắn súng Việt Nam có lẽ là đội thể thao đầu tiên của Việt Nam thi đấu ở nước ngoài kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát. Theo quy định của quốc gia đăng cai là Ấn Độ, các vận động viên khi nhập cảnh cần có giấy xác nhận âm tính COVID-19 ít nhất 72 giờ trước khi nhập cảnh. Thế nên việc xét nghiệm COVID cho 3 xạ thủ là Quốc Cường, Đình Thành, Phan Xuân Chuyên và một chuyên gia của đội tuyển bắn súng Việt Nam diễn ra gấp rút bởi đoàn di chuyển vào ngày 16 tháng 3. Bên cạnh đó, mối lo ngại lúc này là biện pháp chống dịch của đội khi ở Ấn Độ. Cái điều lo lắng của chúng tôi vẫn chỉ là cái vấn đề mà khi các vận động viên đi trên máy bay hoặc là các phương tiện công cộng khi về đến nơi thi đấu. Còn hiện nay theo những cái thông báo của ban tổ chức ấy, thì rõ ràng là ban tổ chức đã chuẩn bị rất là chu đáo. Tôi đang có mặt tại trường bắn 10m ở trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, nơi mà các vận động viên bắn súng Việt Nam có buổi tập, có lẽ là một trong những buổi tập cuối cùng trước khi lên đường sang Ấn Độ tham dự Cúp bắn súng thế giới năm 2021, giải đấu mà lẽ ra đã được tổ chức vào năm 2020 rồi. Và đây là một giải đấu mà chúng ta cùng kỳ vọng là các vận động viên, các xạ thủ của Việt Nam sẽ giành suất tham dự Olympic Tokyo năm 2021. Vâng, thưa quý vị, đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ là đội tuyển đầu tiên lên đường tham dự một giải đấu quốc tế sau hơn một năm. Chúng ta không thể thi đấu các giải đấu này vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ đối mặt với những khó khăn và những thử thách khi mà lên đường sang Ấn Độ. Những khó khăn và những thử thách đó là gì? Ngày hôm nay thì bản tin 360 độ thể thao đã mời đến trường quay một vị khách mời, đó là bà Nguyễn Thị Nhung, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bắn súng Việt Nam để cùng nhau chúng ta chia sẻ những câu chuyện về hành trình sắp tới. Vâng, xin chào bà Nguyễn Thị Nhung. Vâng, xin chào MC Hoàng Anh. Vâng, thưa quý vị khán giả. Câu đầu tiên mà chúng tôi muốn hỏi chị đó là tình hình chuẩn bị của đội tuyển bắn súng Việt Nam vào lúc này đang như thế nào rồi? Và theo như chúng tôi nhận định thì rõ ràng trong cái tình hình như thế này thì rõ ràng là bên cạnh ba vận động viên là Trần Quốc Cường này, Nguyễn Đình Thành và Phạm Xuân Chuyên thì những chuyên gia đi theo cũng không thể nào quá nhiều đúng không ạ? Vâng, có thể nói rằng là đội tuyển bắn súng của chúng tôi cho đến giờ phút này đã sẵn sàng. Tinh thần của các vận động viên rất là hưng phấn, rất là phấn khởi. Và chúng tôi đã chuẩn bị về mặt chuyên môn, kỹ thuật cũng như là về tâm lý sẵn sàng để cho cái giải đấu tại Ấn Độ. Vâng, và bên cạnh ba vận động viên của chúng ta thì sẽ có chuyên gia nào đi cùng? Hiện nay thì ngoài ba vận động viên thì chúng ta có một chuyên gia cũng dày dặn kinh nghiệm, đã từng dẫn dắt vận động viên Hoàng Sơn Vinh tới huy chương vàng, đó là huấn luyện viên Hàn Quốc Park Chung Han. Dạ vâng. Vậy thì theo như chúng tôi được biết, theo những một số thông tin chúng tôi được biết thì các vận động viên đội tuyển bắn súng Việt Nam trước khi lên đường sẽ đang có kế hoạch là được tiêm vaccine trước khi lên đường để có thể có được sự chuẩn bị tốt nhất. Vậy thì cái công việc đó đã được hoàn thành hay chưa? Hiện nay thì do cái tình hình vaccine của chúng ta mới được triển khai, cho nên thành ra là tôi cũng có cái đề xuất với cả các đồng chí lãnh đạo là tạm thời các vận động viên của chúng ta sẽ không tiêm vaccine. Bởi lẽ cái thứ nhất là chúng ta có đầy đủ sức khỏe tốt, cái thứ hai là sau khi tiêm vaccine thì sẽ không tránh khỏi được cái việc rằng là chúng ta sẽ có được những cái một cái quá trình mà làm quen cũng như là có những cái vấn đề mà chúng ta có rất là khó tránh khỏi, chẳng hạn như là những cái dị ứng hoặc là những cái bị sốt. Thì tôi nghĩ rằng là để đảm bảo cái tinh thần cũng như đảm bảo cái sức khỏe cho vận động viên thì tạm thời trong cái giai đoạn chúng ta có thể chưa thích ứng được thì chúng ta sẽ không tiêm vaccine và sẽ tiêm vaccine khi các vận động viên trở về nước. Vậy thì trong trường hợp không mong muốn nhất, đó là trong nhóm của chúng ta có một trường hợp hay là nhiều trường hợp xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 khi đang quá cảnh ở Dubai hay đã đến Ấn Độ rồi, thì đoàn đã dự tính sẽ làm những gì trong những trường hợp như vậy? Thực ra thì chúng tôi cũng tính cái phương án này, nhưng không hiểu sao thì tôi vẫn nghĩ rằng là chắc chắn vận động viên chúng ta sẽ không bị làm sao cả. Còn nếu như chúng ta mà có mắc phải Covid thì hiện nay ban tổ chức ở tại Ấn Độ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để cho chúng ta cũng có những cái điều kiện, chẳng hạn như chúng ta sẽ có những cách ly. Nhưng chắc chắn là nếu như chúng ta mắc phải Covid thì chúng ta sẽ không được thi đấu. Nhưng tôi thì cho rằng là chắc chắn là vận động viên chúng ta sẽ không bị làm sao cả. Vâng, đó là điều mà chúng ta rất mong muốn vào thời điểm này đúng không ạ? Nói một chút về cúp thế giới đi. Ở cúp này thì chúng ta có những đối thủ có mạnh hay không?
và cơ hội của ba vận động viên tham gia tranh tài là như thế nào? Có thể nói thì ở tại giải này thì chúng tôi vẫn kỳ vọng vào vận động viên Trần Quốc Cường. Thứ nhất là vận động viên Trần Quốc Cường hiện nay đang đứng thứ 17 thế giới. Còn hai vận động viên còn lại thì hiện nay thành tích cũng rất là tốt. Nếu như hai vận động viên còn lại mà các cháu phát huy được cái khả năng cũng như giữ vững được cái thành tích thi đấu hiện nay, và nếu như các cháu đạt được huy chương thì tôi cho rằng là khả năng đều chia đều cơ hội cho ba vận động viên. Nhưng dù sao với vận động viên Trần Quốc Cường, khi đứng thứ 17 thế giới hiện nay, Trần Quốc Cường chỉ cần vượt qua đấu thủ đứng thứ 16 thế giới thì khả năng Trần Quốc Cường sẽ cao hơn hai vận động viên còn lại, và chúng tôi kỳ vọng là vận động viên Trần Quốc Cường hoặc là một trong những vận động viên của chúng ta sẽ mang được vinh quang về cho Việt Nam. Dạ vâng, chúng tôi đã được nhìn thấy những cái điểm sáng rồi, mặc dù là đội tuyển bắn súng Việt Nam chưa đi nhưng đã thấy những điểm sáng và thấy những hy vọng rồi. Vậy thì trong thời gian qua thì do ảnh hưởng của dịch bệnh, đội tuyển bắn súng Việt Nam rõ ràng sẽ gặp phải những điều kiện khó khăn về cơ sở vật chất cũng như là về khía cạnh tinh thần của các vận động viên khi mà không được tham dự các giải đấu giao hữu để cọ sát. Vậy thì lúc này thì điều này liệu có mang đến những thử thách cho chúng ta cả về khía cạnh tâm lý cũng như chuyên môn không? Thực ra thì chúng tôi đã chuẩn bị cho cái giải đấu này rất là lâu rồi, và đến bây giờ nếu như chúng ta được đi thì tôi cho rằng là các vận động viên hiện nay đang trong một cái trạng thái rất là hưng phấn, rất là phấn khởi, và các vận động viên gần như là chờ đợi đến cái cuộc thi này. Cho nên nếu như tất cả những cái gì khó khăn, kể cả về cơ sở vật chất cũng như là kể cả về đại dịch cũng như tất cả những khó khăn đang bủa vây, không phải riêng gì đội bắn súng, thì tôi cho rằng là các vận động viên chúng ta đều mong muốn, cái mong muốn là được cống hiến, được thi đấu, thì tôi cho rằng là tất cả những khó khăn chúng ta đều vượt qua được hết. Và bên cạnh những cái việc mà hào hứng và hứng khởi thi đấu thì tất nhiên là ban huấn luyện cũng như là Liên đoàn bắn súng Việt Nam cũng đã chuẩn bị những cơ chế động viên nào đó để các vận động viên có thể hứng khởi hơn thi đấu, đúng không ạ? Vâng, có thể nói là ngày hôm nay thì các vận động viên sau khi nghe được cái thông tin rằng là tôi tuyên bố rằng là nếu như vận động viên nào mà đạt được vòng loại Olympic thì công ty Senavi là một trung tâm làm đẹp và chăm sóc sức khỏe sẽ tặng thưởng nóng ạ. Tại 100 triệu cho mỗi vận động viên. Và tôi tin rằng khi các vận động viên trở về nước với cái vòng loại Olympic thì chắc chắn là trung tâm Senavi, một trung tâm chăm sóc sắc đẹp, sẽ không dừng lại ở con số đó. Dạ vâng, quả thật là một tin rất vui cho các vận động viên tham dự giải quyết thế giới bắn súng ở Ấn Độ. Vậy thì một câu hỏi cuối dành cho bà đó là lúc này thì chúng tôi biết rằng là toàn đội đang có một cái tinh thần rất là hứng khởi rồi, rất là hào hứng rồi. Thế nhưng liệu có một cái vết gợn nào đó, liệu có một chút nào lo ngại về cái tình hình dịch bệnh ở Ấn Độ? Rõ ràng khi mà chúng ta tham gia thi đấu ở một vùng dịch như vậy, rõ ràng cái sự an toàn của chúng ta sẽ không được như ở Việt Nam. Vậy thì không biết là chuyên gia Park Chung-gan cũng như là ba vận động viên của chúng ta có chút nào đó lo lắng hay là sợ hãi không ạ? Tôi nghĩ rằng là cái sự lo lắng chắc là những người ở lại, chẳng hạn như là tôi, huấn luyện viên trưởng, hoặc là tất cả những khán giả hoặc là tất cả những người đồng nghiệp của chúng tôi đang theo dõi đoàn lên đường. Còn tôi, khi mà tôi cũng trao đổi với các vận động viên ý, thì tôi thấy rằng là các vận động viên không hề có một cái cảm giác gì, và các vận động viên chuẩn bị sẵn sàng. Cũng tôi nghĩ rằng là cái sự đam mê cũng như là cái sự mong muốn được cống hiến, mang được cái thành tích về cho Việt Nam cũng như mang được cái vòng loại về cho Việt Nam ở những vận động viên bắn súng của chúng tôi hiện nay đang rất là lớn, thì tôi cho rằng là đã gạt đi mọi nỗi sợ hãi, đã gạt đi mọi tất cả, và chỉ còn cái khát khao cũng như là cái khát vọng là mong muốn được cống hiến, được đạt được cái thành tích cao nhất. Thì cho đến giờ phút này thì tôi dám khẳng định rằng là các vận động viên của chúng tôi hoàn toàn yên tâm và đã sẵn sàng chuẩn bị, kể cả về mặt kỹ thuật, kể cả về trạng thái thi đấu, cũng như là kể cả về tinh thần. Và chúng tôi sẵn sàng lên đường. Vâng, thật tuyệt vời ạ. Và cũng xin được thay mặt cho ekip thực hiện chương trình xin được bày tỏ lòng cảm phục đến huấn luyện viên Park Chung-gan, đến vận động viên Trần Quốc Cường, vận động viên Nguyễn Đình Thành và vận động viên Phan Xuân Chuyên đã đối mặt với rủi ro và đã có một tinh thần hết sức dũng cảm để có thể lên đường tham gia thi đấu quốc tế và mang về những vinh quang cho Tổ quốc. Và cũng xin được cảm ơn bà Nguyễn Thị Nhung, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bắn súng Việt Nam đã nhận lời đến trường quay của bản tin 360 độ thể thao ngày hôm nay để cùng chúng tôi chia sẻ những câu chuyện về hành trình sắp tới của đội tuyển bắn súng Việt Nam. Thưa quý vị khán giả, chúng tôi sẽ còn quay trở lại với những tin tức đáng chú ý khác của bản tin 360 độ thể thao.